Chương trình thời sự tiếp tục với mục trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Cử tri huyện Hạ Hòa phản ánh đề nghị xem xét làm rõ mức hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí cho Hợp tác xã Vụ Cầu theo định mức miền núi với lý do trước khi sắp nhập, Hợp tác xã Vụ Cầu được cấp bù thủy lợi phí theo Nghị định số 62-2018 NDCP ngày 5 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi xã thuộc khu vực Trung Du Bắc Bộ là 1 triệu 433 000 đồng trên 1 hecta một vụ. Hiện nay xã Vụ Cầu đã được sắp nhập với xã Vĩnh Trân. Thì xã Vĩnh Trân là đơn vị hành chính loại 2 nên mức hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí sẽ không phải là 1 triệu 433 000 đồng một hecta một vụ. Đến nay, Trung ương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể các xã sau sắp nhập thuộc vùng miền núi Trung Du hay Đồng Bằng. Ngày 16 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 3150 UBNZ KTTH về việc phân vùng các xã phường thị trấn thuộc vùng miền núi Trung Du, Đồng Bằng để áp dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó quy định, đối với các xã mới sau sắp nhập Giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi đối với các xã gồm nhiều vùng khác nhau thì áp dụng theo phân loại vùng và diện tích của xã cũ trước sắp nhập đã được quy định tại quyết định số 41. 2018 quy UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Do vậy, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa của Hợp tác xã Vụ Cầu vẫn áp dụng là xã vùng Trung Du cho đến khi có văn bản của cơ quan trung ương quy định cụ thể xã hình thành sau sắp xếp thuộc đồng bằng hay miền núi. Cụ thể, mức hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa xã Vụ Cầu được áp dụng theo mức sau. Tưới tiêu bằng động lực 1 triệu 433.000 đồng một hecta một vụ, tưới tiêu bằng trọng lực 1 triệu 003 000 đồng 1 hecta 1 vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1 triệu 218 000 đồng 1 hecta 1 vụ. Hiện nay trên địa bàn xã Đan Thượng có nhiều tuyến mương do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ quản lý vận hành đã bị xuống cấp, không dẫn nước cấp nước cho các tràn ruộng cuối nguồn. Nhiều tuyến bị hư hỏng, chưa được sửa chữa, nâng cấp, gây khó khăn cho việc cấp nước phục vụ sản xuất đúng cung lịch thời vụ đề nghị chỉ đạo và có giải pháp khắc phục đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất của nhân dân. Hiện nay trên địa bàn xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ đang quản lý vận hành 5 hồ, 12 trạm bơm, 24,5 km kênh, trong đó 12,5 km kênh đã kiên cố hóa, 12 km kênh đất. Các công trình thủy lợi trên địa bàn do thời gian xây dựng đã lâu, nhiều tuyến kênh mương đã bị xuống cấp, kênh đất chưa được kiên cố, nên hiệu quả trong khai thác sử dụng thấp. Mặt khác, số lượng các công trình nhiều nhỏ lẻ nhằm giải sát trên địa bàn nên việc quản lý khai thác sử dụng rất khó khăn, chi phí tốn kém, kinh phí trích từ nguồn hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ của tỉnh còn hạn chế nên công tác bảo trì sửa chữa các công trình chủ yếu mới chỉ ở mức khắc phục tạm thời để phục vụ. Từ cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã Đan Thượng, công ty đã tập trung giả soát sửa chữa các tuyến canh xây với tổng chiều dài 1.568m, đào nạo vét khơi thông 8 tuyến canh tưới tiêu với chiều dài 7,742km. Hiện nay, toàn bộ diện tích trên địa bàn xã Đan Thượng đã đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trong thời gian tới ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty tiếp tục kiểm tra giả soát từng hạng mục công trình thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch chi tiết để sửa chữa bảo trì các hư hỏng sự cố ưu tiên tập trung khắc phục sửa chữa kịp thời những hạng mục hư hỏng nặng không đảm bảo phục vụ đối với những hạng mục công trình sửa chữa nâng cấp cần kinh phí lớn ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí để thực hiện đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp thủy nông thực hiện tốt hơn trong công tác điều tiết dẫn nước phục vụ sản xuất, đặc biệt các khu tưới ở cuối hệ thống kênh dẫn.